Chào các bạn đã quay trở lại với cái bức tường mây này. Mình vừa mới đếm số video mà mình đã làm được trong năm 2017 thì mình thấy là mình đã làm được tổng cộng 12 video. Tính luôn cả video này nếu như mà up trước giao thừa thì tổng cộng là 13 video, nhiều nhất so với các năm trước kể từ khi mà mình bắt đầu làm YouTube. Có thể các bạn biết hoặc chưa biết thì mình đã làm YouTube được 3 năm rồi. Và trong 3 năm đó thì có rất là nhiều bạn có xuất phát điểm cùng với mình hoặc là thấp hơn đã đi rất là xa. Trong khi đó thì mình vẫn ở đây, vẫn lâu lâu một video. Thỉnh thoảng nghĩ lại thì mình cũng thấy có một chút hơi chạnh lòng, hơi tủi thân. Tuy nhiên thì làm sao mà mình có thể đòi hỏi là mình có được những cái bước tiến xa như các bạn khác trong khi mình không bỏ thời gian ra đầu tư, đúng không? Mình trì hoãn rất là lâu và mình khá là lười biếng. Với lại quan trọng nhất đó chính là mình không có lấy YouTube làm cái trung tâm của cuộc sống của mình. Đó là lý do vì sao mà mình làm cái video này, để mà cảm ơn cũng như xin lỗi các bạn và cũng để tổng kết năm 2017 của mình. Mình cảm ơn các bạn đã ở bên cạnh mình và xem video của mình, rồi lắng nghe mình nói chuyện và xem những cái make up của mình. Cho dù là thỉnh thoảng mình xem lại mình thấy là mình làm make up cũng không đẹp lắm và mình nói chuyện cũng không hay lắm, mà có người chịu xem video và lắng nghe mình thì rất là tuyệt. Và mình cũng muốn xin lỗi với các bạn là mình đã không làm video nhiều thường xuyên và cập nhật cuộc sống của mình cũng như là ít tương tác với các bạn. Năm vừa rồi thì mình có làm hai cái giveaway, đó là tiến bộ lớn nhất của mình thì mình thực sự rất là ít tương tác với các bạn, cho nên là thành rất xin lỗi các bạn. Jesumita. Năm 2017 thực sự là kết thúc rất là nhanh một cách khó tin luôn á. Mình chưa bao giờ thấy cái năm nào mà kết thúc nhanh như năm 2017 này hết. Không hiểu tại sao luôn. Và cũng có khá là nhiều chuyện hay xảy ra với mình. Ví dụ như là mình được hai nhãn hàng gửi quà và gửi sản phẩm tới liên tục, mà có vẻ như là tại cái tật làm video quá chậm trễ của mình, cho nên là các nhãn hàng nó cũng nản và cũng không có gửi gì thêm nữa. Trong năm 2017 vừa rồi thì mình được đi du lịch với lại sinh viên của mình đến Thái Lan, và mình rất là thích đất nước đó và mình nghĩ là mình có cơ hội mình sẽ đi Thái Lan thêm lần nữa. Vừa rồi là lần đầu tiên mình đi Thái Lan luôn á. Và cái chuyến đi Thái Lan vừa rồi với lại sinh viên của mình là chuyến đi đầu tiên mà mình không đi theo tour mà tự đi du lịch. Các bạn thấy đó, mình là một kiểu người khá là an toàn, cho nên là mọi thứ nó đều rất là bình thường và êm đềm kiểu như vậy, chứ cũng không có gì quá là đột phá hay là thú vị. Trong năm 2017 này thì mình cũng bắt đầu đọc nhiều sách hơn. Trước đây lúc mình còn nhỏ thì mình cũng khá là thích đọc sách, tuy nhiên thì Dần dần mình cảm thấy đọc sách rất là chán và mình bắt đầu ghiền điện thoại hơn và máy vi tính hơn. Nhưng mà trong năm 2017 này thì mình kiếm được rất là nhiều sách hay để đọc. Và một trong những cuốn sách mà khiến cho gọi là gì ta, mindset, cái quan điểm và lối suy nghĩ của mình thay đổi nhiều nhất, đó chính là cuốn The Rules của Ellen Fein and Sherry Snyder. Cuốn này, đây là cuốn sách mà mình giúp mình thay đổi quan niệm điểm của mình nhiều nhất trong năm nay, và là một cuốn sách rất là đáng để đọc. Ở Việt Nam thì chưa có bản dịch cho nên là mình phải order trên Amazon. Cuốn sách này là một cuốn sách mà gọi là gì ta, Time Tested Secret for Capturing the Heart of Mr. Right. Đây không phải là sách nghệ thuật quyến rũ mà là sách giúp các bạn hẹn hò và yêu đương một cách có chuẩn mực và yêu quý bản thân của mình hơn, và giúp các bạn chọn được cái người chồng hoặc là cái người bạn trai thực sự yêu thương các bạn, chứ không có làm các bạn đau khổ như là cuộc sống mà chúng ta thấy hàng ngày nữa. Cũng của Ellen Fein và Sherry Snyder luôn. Đây là cuốn Not Your Mother's Rules, là cuốn sách mà trong cái thời đại mà công nghệ và mạng xã hội tràn lan như thế này thì các bạn mất đi sự nữ tính và bí ẩn của mình, thì đây là cuốn sách giúp các bạn giữ những cái sự nữ tính và bí ẩn đó. Cách mà các bạn nhắn tin như thế nào và sử dụng mạng xã hội để gọi là hẹn hò và yêu đương ra làm sao, rất là nên đọc. Ngoài ra thì mình cũng có một số những cái cuốn ebook mà mình cũng muốn giới thiệu với các bạn luôn.
và mình để trong iPad của mình. Cuốn này được cuốn Why Men Love Bitches của Sherry Agroff. Hình như là tiếng Việt có bản dịch rồi, nhưng mà mình vẫn thích đọc tiếng Anh hơn bởi vì mình thấy bản dịch dịch dở quá. Và đây là một cuốn sách mà giúp cho các bạn nữ học cách yêu bản thân của mình hơn và có tiêu chuẩn khi mà hẹn hò hơn. Tại sao những cái cuốn sách mà mình đọc đều thiên về hướng là giúp các bạn nữ yêu bản thân mình hơn? Bởi vì mình nhận thấy là cái việc khó nhất không phải là học cách yêu người khác mà là học cách yêu bản thân của mình. Và khi các bạn yêu bản thân của các bạn thì người khác mới có thể yêu các bạn được, đúng không? Nếu như các bạn không yêu bản thân mình, các bạn hạ thấp bản thân của mình thì làm sao người khác có thể yêu các bạn được? Đây là cuốn sách của John Gray tên là Mars and Venus on a Date, tức là sao hỏa và sao kim trong hẹn hò. Thì đối với sách tâm lý thì mình chỉ đọc của John Gray với lại sách The Rules đó thôi. Và John Gray thì là một tiến sĩ tâm lý, cho nên là ông viết về tâm lý của nam giới và nữ giới rất là chính xác. Và ông có những cái bộ sách về sao hỏa sao kim rất là hay, các bạn nên tìm đọc. Cuốn sách tiếp theo là cuốn The Secret của Rhonda Byrne. Cuốn này có hình như là có bản dịch qua tiếng Việt rồi, tên là Bí mật. Đây là cuốn sách nói về luật vũ trụ, về cách mà vũ trụ vận hành, về việc là các bạn sẽ thu hút những gì mà bạn nghĩ và bạn nói. Ví dụ như bạn luôn luôn nghĩ đến những điều tiêu cực hoặc luôn chia sẻ và nói về những điều tiêu cực thì những điều tiêu cực sẽ xảy đến với các bạn. Và ngược lại, khi các bạn suy nghĩ đến những điều tích cực và chia sẻ những điều tích cực thì những điều tích cực sẽ xảy ra trong cuộc sống của các bạn. Đó là cuốn sách rất là hay để giúp cho các bạn sống tốt hơn và suy nghĩ lạc quan, tích cực, yêu đời hơn. Nói chung là năm vừa rồi thì mình đọc rất là nhiều sách. Đó là một trong những đầu sách mà mình muốn giới thiệu tới các bạn. Hầu hết đều là sách tiếng Anh, cho nên là khá là tiếc nếu như các bạn nào không đọc được tiếng Anh. Thôi ráng học tiếng Anh đi các bạn ạ. Tại vì nếu mà mình không biết ngôn ngữ hay là một thiệt thòi, đúng không? Nó sẽ cản trở mình tiếp cận đến những cái thông tin bổ ích. À, năm nay thì mình đã học đàn piano, đó là ước mơ mà mình đã muốn thực hiện từ khi còn nhỏ, mà ba mẹ mình không có cho mình đi học đàn. Thứ nhất là vì kinh tế gia đình, với lại thứ hai là ba mẹ mình không có cái khái niệm là học nghệ thuật mà chỉ chú tâm học văn hóa thôi. Cho nên đến khi lớn lên đi làm thì mình mới tự lấy tiền của mình và chi trả cho việc học piano. Và mình đã học piano được khoảng gần một năm nay rồi và mình cảm thấy rất là thích. Còn một điều nữa mình cũng muốn thú nhận với các bạn luôn là mình cảm thấy mình ngày càng ít có cái đam mê về make up và làm đẹp. Mình không biết sao nữa, nhưng mà mình vẫn rất là thích trang điểm. Tuy nhiên thì mình bắt đầu cảm thấy mệt và cảm thấy ngợp với những cái xu hướng trang điểm càng ngày càng nhiều và thay đổi sành sạch. Cho nên mình bắt đầu cảm thấy hơi ngợp và hơi chán make up, với lại có rất là nhiều video và kênh YouTube mà các bạn về làm đẹp và các bạn chia sẻ rất là bổ ích. Và các bạn YouTuber khác cập nhật các cái sản phẩm thường xuyên hơn. Còn mình thì mình ai cho sản phẩm gì hoặc mình mua sản phẩm nào thì mình xài cho hết luôn rồi mình mới bắt đầu mua cái mới, cho nên mình cũng không có nhiều cơ hội để mà trải nghiệm nhiều sản phẩm để mà giới thiệu với các bạn được. Đó là mình lời thú tội của mình, và mình cũng thành thật xin lỗi với các bạn nếu như mà các bạn đến với mình vì những cái video làm đẹp. Thì mình thành thật xin lỗi các bạn vì mình không đem đến đủ những cái video đó cho các bạn. Và mình nghĩ là sắp tới trong năm 2018 này thì ngoài làm đẹp ra, mình sẽ làm những cái video liên quan tới những cái gì mình đã học hỏi được từ việc đọc sách. Năm 2017 này thì mình cũng đã hiểu hơn về da của mình. Mình biết vì sao mà mình nổi nhiều mụn. Và mình cũng không có quá là buồn phiền khi mà mình nổi mụn. Tức là cũng khá là buồn, nhưng mà mình không có băn khoăn và lo lắng xong rồi nháo nhào đi mua sản phẩm skincare hay là sản phẩm rửa mặt như lúc trước nữa. Mình hiểu là mình không phải là vấn đề không phải là do mình làm sạch chưa kỹ hay là mình dưỡng da sai, mà đó là do nội tiết tố của mình nó khác với những người bình thường, cho nên khiến cho mình dễ nổi mụn hơn người khác. Và mình hiểu được là
Nếu mà muốn chăm sóc da thì không phải là chỉ có đắp ở ngoài vô ngoài mà còn phải từ trong ra nữa. Cho nên mình bắt đầu là sử dụng các cái thực phẩm chức năng để hỗ trợ nè, rồi ăn uống lành mạnh hơn, giảm đường, giảm sữa. Đó, mình phát hiện ra được là khi mà mình uống sữa tươi thì mình sẽ nổi nhiều mụn hơn. Tuy nhiên là mình vẫn không thể nào kiềm chế được cái cơn thèm trà sữa, cho nên khoảng một tháng một lần mình sẽ uống trà sữa và chấp nhận nỗi mụn bởi vì lựa chọn là hy sinh. Và mình cũng thôi bực bội khi mà người khác nói với mình là tại sao mặt mụn như vậy, hoặc là làm beauty blogger gì đâu mà mặt mãi vẫn không hết mụn này kia kia nọ. Lúc trước thì mình cũng khá là bực bội, nhưng mà bây giờ thì mình chỉ nghĩ là họ không có hiểu, họ không có hiểu là cơ thể của mình nó là như vậy, cho nên họ nói muốn nói gì họ nói vậy thôi. Chỉ có mình mới hiểu được cơ thể mình cần gì và muốn gì và tại sao mình lại như vậy. Cho nên nếu như mà các bạn xem video mà thấy da mình mụn á, thì cũng biết là do mình uống sữa tươi hoặc là uống trà sữa. Khổ ghê luôn á. Thèm, mình rất là thích những cái món mà có sữa, ví dụ như phô mai nè, bơ nè, trà sữa nè chẳng hạn. Hoặc là ăn ngũ cốc đổ sữa vô, nhưng mà cơ thể của mình lại không chịu sữa. Đó, nếu mà mình cứ ăn nhiều món có sữa thì mình sẽ bị nổi mụn rất là ghê đó, cho nên là phải kiềm chế, mà nếu kiềm chế không được thì mặt nổi mụn vậy thôi. Đó là thú tội về cơ thể và tình trạng mụn của mình mà mình trước đây chưa bao giờ chia sẻ với các bạn. Nếu có thể thì mai mốt mình sẽ làm một cái video nói về cái bệnh tình của mình và cách mà mình đã sống với nó như thế nào.